Hello cô chú anh chị và các bạn, mình muốn chia sẻ với mọi người. Đây đúng là cắt đôi nỗi sầu luôn á các bạn. Mình cũng đu trend nha các bạn là phong trào cắt đôi nỗi sầu. Và mà cái này nó cắt đôi gớt xuống thiệt, một cái nhánh thiệt là đau lòng luôn á các bạn. Rất là buồn luôn. Và hiện tại bây giờ thì nó còn trên đây những cái trái này nè cô chú anh chị các bạn thấy không? Nó đầy như thế này nè. Mình phải bẻ bớt chứ còn không là nó sẽ cắt thêm một cái đôi nữa đó. Kinh khủng luôn mọi người. Cái trái nó đẹp tuyệt vời. Đây mình quay cho mọi người coi. Zoom, mình zoom cho mọi người, nó chín đỏ, nó đỏ như vậy, nó chằng chịt như vậy đó. Nó coi chứ anh chị các bạn. Thấy không? Quá đẹp luôn. Đây. Nó nhiều như thế này. Mình chưa có tham để mình bẻ nó xuống bớt để mình cho cái cây nó khỏe các bạn. Đó, bây giờ mình tạo tán cái cây này nó giống như cây dù các bạn. Nó rủ rủ giống như cành liễu vậy đó. Nó rất là đẹp. Bởi vì rất là buồn khi mà nó bị như thế này, thế cái nhánh nó rụng cả ngàn trái luôn các bạn. Rất là buồn luôn. Đó, một chút chia sẻ mọi người cái cây này là cây về mình nói gọi cây này về cây sắc đẹp. Lily Purity Tree nha các bạn. Nếu mà cô chú anh chị các bạn nào mà muốn trồng cây này á, rất là đẹp luôn, mình thích lắm. Đó. Một chút về mấy cái cây này nè, thiệt là trái nhiều quá cũng khổ các bạn, gãy hết nhánh nè. Đó mọi người coi nó rụng bao nhiêu là trái nè, mình cầm lên không nổi luôn. Ui quá trời nặng luôn. Coi nè cô bác anh chị, trái của nó nè không gãy sao được. Mình cũng không có sơ ý, mình không có dòm cái nhánh của mình á, nó quá nhiều nhưng mà mình không có hiểu được cái sức nặng của nó là bao nhiêu. Bây giờ chính mình cầm lên thì mình mới thấy nó nặng như thế nào nha cô chú anh chị. Quá trời nặng rồi. Rồi nè, cái tay mình chịu sức mà còn không nổi nữa đó. Và trái nè, đó, cô chú anh chị các bạn thấy không? Quá trời quá đất luôn, còn những cái trái chưa nở ra nữa. Nè, những cái trái non này chưa nở nè các bạn. Kinh khủng. Rồi rụng dưới đất nữa nè nha. Rồi xong rồi trong cái gỗ này nữa nè. Chỉ một trái vậy thôi đó các bạn. Nó nhiều tới nỗi như vậy. Mình nghĩ chắc cầu mấy ngàn trái luôn đó mà. Quá trời luôn rồi. Kinh khủng. Oh my god, này thiệt là buồn. Quá trời quá đất. Đó, cô chú anh chị các bạn thấy không? Đó, cái tán nó đẹp lắm nha mọi người. Nó rất là đẹp luôn. Chỉ tiếc cái này, cái tội của nó đó, cái cây này mình cho cái tội của nó là quá nhiều trái, không có chăm sóc gì hết mà năm nào cũng trái đầy như thế này, rất là đẹp. Đó, mình đang tạo tán và mình đang chiết ra một cái nhánh này các bạn. Mình chiết một cái nhánh này để mình trồng trước cửa nhà cho nó đẹp. Nó quá đẹp đi. Cái trái của nó màu tím với lại cái tàn của nó là tàn rũ. Mình rất là thích luôn các bạn. Đó, một chút chia sẻ với cô bác anh chị và các bạn. Một chút nỗi buồn khi bị gãy nhánh. Mà nhánh thì quá trời trái luôn. Đó mọi người. Ok, bye tất cả cô chú bác anh chị và các bạn nha. Bye bye.